Check. Hi, xin chào bạn đến với channel Tử. Ok, anh em chúng ta lại tiếp tục với con Mu Lậu. Con này vẫn là Miracle, phiên bản Mu 2 luôn. Được rồi, ở con này thì nói chung là nó free cho anh em chúng ta toàn tập. Kim cương thì có đầy trong shop, đồ vật phẩm thì cũng đầy luôn. Nhưng mà con này thì theo tôi đánh giá là pin nó cũng hơi đỏ một xí, nhưng mà được cái là nó phi rất là nhiều, vì vậy mà anh em cũng không cần phải bận tâm cho lắm nữa. Con này thì nó cũng đẹp nữa, phải nói là rất là đẹp, cánh đều rất là ảo điệu luôn. Được rồi, trước tiên tôi sẽ vào shop cho anh em xem trước nha. Ở đây thì kim cương không có thiếu, chủ yếu là anh em chịu chơi hay không thôi. Vâng, ở một kim cương không khóa thì nó đã bán cho mình kim cương ý lộn, ở một kim cương khóa thì nó đã bán cho anh em mình kim cương không khóa rồi. Đây là chữ đây. Vâng, một số vật phẩm khác. Còn đây là cái phần mà kim cương khóa đây, chúng ta có thể đổi ngược trở lại, vì vậy mà anh em không cần phải quá lo lắng về việc mà chơi bời ở đây. Rồi, vào xem hạng cho anh em xem hạng luôn nha. Con này lực chiến nó tương đối không ảo cho lắm, nó hơi ảo một xí thôi chứ không ảo cho lắm, không phải gọi là lực chiến khủng nữa. Rồi, phần link thì mình để phần mô tả nha, anh em thích thì cứ tải về mà chơi. Còn nếu ủng hộ Tử hãy chấm giùm Tử một phát để anh em chúng ta có thể tương tác lẫn nhau nha. Tương tác thôi chứ không phải thông xã giao đâu nha. Vậy anh em chỉ cần chấm một cái ở dưới comment thôi là Tử cũng vui lắm rồi. Rồi, đó là những gì mà anh em ý lộn, con game này nó diễn đạt đấy. Ở con game này đa số là khá đông đấy. Nó gồm có 3 server và 5 nhân vật luôn nha anh em. Hiện tại là như vậy, chơi khá đông đấy. Có vẻ như đội ngũ support của con game này BA khá mạnh, vậy mà dân cư chơi khá đông. Được rồi, như anh em đã thấy thì ở đây Tử là cừu bắp nhất rồi. Tử chỉ review cho anh em xem chơi thôi, chứ còn luyện thì không có thêm đủ anh em à. Được rồi, bây giờ tôi sẽ kết thúc video tại đây nha. Nếu anh em nào thấy vui hãy để lại comment bên dưới cho tôi biết nha. Còn nếu ủng hộ Tử hãy để lại subscribe nha. Được rồi, chào tạm biệt anh em.